Ê, tối rồi đấy. Đi ăn gì nhở? À, bây giờ tối cuối tuần. Hôm nay đi ăn gì nhở? Hôm nay ăn gì? Hôm nay ăn cưới. Chào các bạn đã quay trở lại với Hôm nay ăn gì. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau review đám cưới của Song Pi để xem đám cưới của một food reviewer sẽ như thế nào. Và đồng hành với chúng mình trong video ngày hôm nay đó chính là chiếc Samsung A73. Đúng rồi, toàn bộ những gì mà các bạn đang xem trong buổi ngày hôm nay thì hầu như đều là được quay bằng chiếc máy này. Với thiết kế đẹp, nhẹ nhàng, camera xịn, chụp thiếu sáng hay chụp ngoài trời đều chất lượng cực kỳ sắc nét. Có chế độ chống rung quang học, pin trâu, viên pin 5000mAh, có hỗ trợ sạc nhanh, quay chụp cả ngày không lo hết pin. Và đặc biệt là máy đã được khuyến mãi giảm gần 3 triệu, chỉ còn 10.390.000 tại Savonex. Rồi, và đường link của chiếc máy này mình sẽ để ở phía bên dưới phần description cho bạn nào muốn tham khảo nha. Nào bây giờ chúng ta cùng đi ăn thôi. Hôm nay ăn gì? Cả nhà đây là cô dâu của chúng ta và về các thành viên trong đó đang cùng lên vào lễ đường. Đấy, sự xuất hiện của cô nào đây ạ? Hôm nay cô ấy sẽ có nhiệm vụ là làm cô dâu. Cô ấy thành tâm xin vía để cô ấy sẽ trở thành người tiếp theo. The next one. Cô mình không nghe thấy gì nhưng mà bây giờ Tuấn Anh đang chiên đây là những cái chiên ăn luôn là món xúc xích. Chắc là cô ấy sẽ đãi chồng là những món ăn xúc xích là mỗi lần hâm con môi này đúng không ạ? Điều mà mình để ý ra ngay từ đầu đấy là họ không mang đồ ăn ra ở trong lúc là trước khi làm lễ và trong lúc làm lễ, tức là sau khi phần lễ chính tới cả cô dâu chú rể ra và trao nhẫn xong rồi thì đồ ăn mới bắt đầu được dọn ra. Cái này nó đảm bảo là khách mời sẽ được chứng kiến từ đầu đến cuối cái phần quan trọng nhất của buổi lễ và họ sẽ không kiểu tập trung hoàn toàn vào việc ăn và sau đó ăn thật nhanh và để đi về. Ở đây thì mọi người sẽ chia theo kiểu cái hạng mục à hạng ấy kiểu như nào nhỉ, cái phần của bữa ăn. Ví dụ như đây là khai vị thì sẽ có súp này và các loại canh và cái phần kho quẹt và rau củ quả. Thì menu của Song Pi Anh ngày hôm nay rất là ấn tượng hơn những lần vừa các mình từng đi. Khai vị có hai món liền, đấy là súp cua mẻ măng tây và nộm xoài bọc úp áp chảo. Trời ơi, tiếp được món chính ra thấy rất là nhiều hương vị thượng hạng, ví dụ như là tôm sủ chiên trứng mặn này, gà là hấp kỳ lân thì em chưa từng nghĩ lân bao giờ này, cá tầm hấp xì dầu chân giò này, củ quả này, dưa chim, cơm táo luôn nha, và tráng miệng có chè xay long nhãn. Cá nhân mình thấy đây là một menu rất là chỉnh chu và mình có rất nhiều lựa chọn cho mọi người và nó không có những cái món quá là khó như là chè gà luộc. Chúng ta có gà đông tảo hấp kỳ lân đấy, nó rất là dễ ăn hơn. Món đầu tiên đó là súp cua mẻ măng tây, một món rất là lạ nha, thường là súp gà, súp hải sản nhưng hôm nay là súp cua mẻ măng tây nha. Trông đẹp với mọi người, cái bát này nó kiểu có cả thanh cua này, xong rồi cái phần này là măng tây đúng không anh? Nhưng mà em thấy là nó gia vị hẳn hoi luôn chứ nó không phải là kỳ tên ấy, măng tây nó rất là rõ vị ấy. Rồi, tắt ly nào.
là thuộc khai vị nha mọi người nha. Đây là nụ bò nha. Nhưng mà cảm giác có mang tây làm cái nước nó ngọt hơn, cái súp nó ngọt hơn nhiều. Những câu chuyện của cô dâu chú rể anh ạ. Hương vị của họ là rất là cao cấp, rất là tinh tế. Cái phần nộm như mình vừa mới thử ấy thì nó đúng là nộm bình thường nhưng có thêm thịt ấy. Tức là nhiều thịt đi. Đấy, tụi nó bỏ anh bỏ cái pin vào cùng một chỗ cho mình ăn. Là anh được mà ăn món súp, súp gì ta anh? Súp nộm, súp ăn nộm. Súp nộm ngon rồi. Thế đố mọi người biết là khăn này sẽ để như thế này hay là để dưới. Để dưới. Cái này em xem trên nào nào, Mr. Bean ạ? Mr. Bean để cổ em ạ. À không, Mr. Bean để cổ nhưng mà sau Mr. Bean thì sao mà khác, họ để xuống đùi. À rồi. Mềm dẻo không anh? Nó rất là dục thịt luôn ấy. Họ để nguyên miếng. No. Cái tẩy bắt buộc phải có một người... Thôi miếng này mình sẽ gắp, nó bị vụn rồi. Hơi nhiều vị không bắt. Thế á? Nhưng mà nó ngon. Mùi giống cháo xay bát bảo anh ta mua rồi. Rất giống. Anh thử rồi đấy. Đúng không? Giống cháo xay bát bảo lắm rồi nè. Ồ, không biết ơn lắm. Thực ra nhá, cái chân giòi nó rất là dục thịt ấy, nó rất là mềm. Nhưng mà vì nó to quá sẽ khiến nhiều người bị ngại ăn ấy. Cái này nó là cái kiểu về ứng xử khi trong cái bàn tiệc ấy. Tức là nếu mà bàn tiệc còn những người mà người ta thân nhau, người ta biết nhau rồi ấy, thì cái chuyện lấy những cái này ra thì không phải là vấn đề lắm. Nhưng mà một bàn mà cái trò mà đi đám cưới rất hay bị ghép mâm mọi người, là mình tuyệt đối không bao giờ sờ vào những món như thế này. Bởi vì là mình rất sợ là động đũa vào người ta, người bên cạnh ấy thấy là mình làm cho nó xấu món ăn mình. Kiểu nó bị ấy đánh giá ấy. Ừ. Em thấy về cơ bản món này ngon. Nếu mà đậm hơn một chút nữa thì sẽ ngon hơn. Nhưng mà về cơ bản là thì cũng về cái kiểu mà mình cứ lấy xong rồi mình sắn nó ra này. Sau khi mà sắn thì kiểu gì nó cũng bị xấu như này. Thế là nếu mà là ăn cái kiểu ngồi ghép ấy thì trông nó sẽ kiểu cứ kỳ kỳ. Kiểu những người mà người ta không biết mình là ai, người ta thấy mình cứ sắn kiểu đấy. Em thề phần em sẽ thích nhất là cái phần nguyên một cục xương này sẽ còn mềm không? Ờ. Nó là phần ngon nhất ý. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Đi mua con lên nhắc lên nhá. Nào. 1, 2, 3 Yo. 2, 3 Yo. 2, 3 4 2, 3 Mọi người thấy hôm nay nhìn Hà trong rất giống Hà hồi cấp 3. Có một cái món mà mọi người trong cái bữa ăn cưới rất ngại là ăn đấy là bắp tôm. Tức là luôn luôn có một người là nếu như có một ai đấy là người chịu trách nhiệm bóc hết rồi mọi người thì mọi người mới ăn. Thì ơn nhất là gì chịu ăn thì mình không bóc sẽ làm việc. Em thấy mình phải thắc mắc sao người ta không bóc sẵn tôm ngay từ lúc chưa đưa ra. Nhưng mà nó liên quan đến sự chế biến. Em tưởng là do nó sẽ để hình cho đẹp, kiểu nó không bị vặn vẹo tôm. Nếu là anh sẽ mua sẵn ra tôm mà không có vỏ về do anh phải làm. Chúng ta cùng đám cưới anh Thắng nhá. Chúng ta cùng mềm. Lúc đấy bắt, nếu mà lúc đấy tôm chưa bóc thì chúng ta bắt chúng ta sẽ bóc cả bàn, mâm. Cái gà đấy họ đã lọc sẵn cái miếng phi lê cho mình rồi. Gần như là đây mình thấy là có đùi với lại lườn là chủ yếu ấy, mọi người sẽ không phải gặp. Đó. Cái kiểu hấp này rất là hay đó. Có nghĩa là cái thịt nó không bị bã đi nhưng mà cái độ ngọt của thịt nó vẫn được giữ lại ấy. Thế là cá tầm đầu nhé mọi người. Chắc là cá đi xương đấy anh. Là tinh tế. Vẫn còn nóng. Người đàn ông trong mơ của mọi cô gái. Có ai mơ đâu ạ. No one dream. Để ăn được tôm trong mơ của người đàn ông đấy nhá. Đây là có vị mặn mòi biết tại sao không ạ? Là mồ hôi tay chảy ra đúng rồi không ạ? Đây là rất nhiều mồ hôi tay. Cái giọt mồ hôi tay chảy ra trong chiếc con tôm ấy sẽ là nó mặn mòi hơn mọi người ạ. Còn thêm nhiều muối. Ê, nhưng mà đây có phải là sốt trứng muối không? Ừ. Nó cái vị bột của trứng muối ấy. Ok. Anh chấm điểm cô cưới đi ạ. Anh đang mê mẩn chân gà. Gà ngon nhỉ anh nhỉ? Chân gà ngon lắm. Đông đảo
tảo mà anh. Thắng ơi, đừng chân gà đi, ngon lắm. Đúng là đông tảo hả? Là ngon lắm mọi người ơi, cho anh hết cả nghĩa rồi. Cho mọi người hấp được cái chân gà. Cay. Đúng rồi. Thế. Ngon nhá. Ngon hả anh? Đấy là vấn đề là nhìn nó to thế nhưng mà thế nghĩ là ăn kiểu tức là bình thường mình cứ tưởng ra kiểu miếng gà mà nó cứ to quá này là sẽ kiểu có cái mùi ghê ghê ấy, nhưng mà không hề bị tí nào luôn. Em nghe bảo là ăn nhiều bị gút đấy anh ạ. Tất cả liên quan gì gút. Em tưởng nhiều mỡ. Nói chung là cũng là chất lượng. À, mày chuyên gia thằng Kim Mây có tính nhận xét nào về bữa cơm này? Có tính dữ chưa? Đến đoạn này đáng ra phải review tiếp các món ăn thì mình lại dừng lại bởi vì là Eternal lên tặng cô dâu chú rể một bài hát. Không nói được hết về đồ ăn, nhưng thực ra thì chuyện ăn gì cũng không quá là quan trọng, mà vui nhất là được chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của người bạn, người đồng nghiệp rất thân của mình ở Eternal. Cuộc sống hôn nhân thì chắc chắn là không chỉ có màu hồng mà còn có màu cam, màu đỏ, màu tím, màu xanh lam, xanh lá. Nhưng dù là màu gì thì cũng hy vọng là Song Thi Anh và anh Tuấn Anh sẽ trân trọng và tận hưởng nó đến từng giây phút. Và bây giờ xin chào các bạn trong những video tiếp theo. Hôm nay ăn gì?